Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của Hyundai i10 động cơ 1.0. Sản phẩm em gửi tới mọi người đấy chính là của Hyundai Mobis. Mã sản phẩm của nó là 37300-04080 Made in Korea. Đây là quy cách đóng gói của chiếc máy phát điện. Đây chính là chiếc máy phát. Với máy phát Hyundai i10 đời này là nó là đời 3 chân bắt, 2 chân dưới, 1 chân trên. Đây là buli máy phát này. Đây, Hyundai Kia hàng Valeo. Đó, anh em nhìn này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy chất không ạ? Cực kỳ chất luôn. Đây, các cái cánh quạt này, sợi đồng này. Đây. Và đây là cái vỉ diode của máy phát nằm phía sau. Đây là hai rắc của cái IC đấy ạ. Đây. Đây. Nhìn đi không? Tất cả các chi tiết này của nó đều có mã hết. Đây. Mã sản phẩm của nó đây. Hàng Valeo này. Đấy, nhập. Anh em nhìn này, dập trên này. Đây. Đấy, tức là máy của i10 số tự động đấy ạ, 1.0. Đấy. Đây, Valeo này 26221 49. Và mã OEM của nó là 37300-04080. Đây, sản phẩm của Hàn Quốc. Rất chi là xịn. Anh em nhìn cái chất xịn nó khác này. Từ các cái chất đồng này, cái vỏ bên ngoài này, đến cái buli này. Đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của xe i10 1.0 số tự động. Anh em cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.